Rồi xin trở lại với toàn thể anh em cộng đồng mạng nha. Đây, hôm nay em bật con V5 Pro bản full hoàn thiện cho anh em xem. Test với đôi loa tân noi. Anh em nghe cái chất bát của nó, loa đánh rất là phê. Next bài khác. Hôm nay em test nhạc Tây. Bài gì đây? Tôi để mở ra anh em nghe cái đĩa nha. Nghe thử saxophone một chân Mạnh Tuấn nha. Đấy, nghe êm êm dịu hơn hẳn luôn.